À, kính thưa cả nhà, hôm nay xin giới thiệu với cả nhà một ngọn núi ở Campuchia. Đây là ngọn núi Koh Lem, hay còn gọi là núi Tổ, và ngọn núi này được người dân Campuchia tiên truyền, và ngọn núi rất linh, và ngọn núi này tâm linh. Hôm nay thì đoàn cũng đến đây để chiêm ngưỡng qua một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Phật Tổ, với pho tượng nằm nhập Niết Bàn. Vì ngọn núi này cũng rất linh nên được du khách các nơi trở về đây để chiêm ngưỡng qua tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và cầu nguyện cho gia đình được bình an cũng như tai qua nạn khỏi. Thì hôm nay đoàn cũng có duyên đến với ngọn núi Koh Lem này để chiêm ngưỡng qua bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay còn gọi là Phật Tổ, nằm ở trên một đỉnh núi đá nguyên khối luôn nha cả nhà. Thì đặc biệt hơn với ngọn núi này thì cũng có nhiều điểm cho quý vị để tham quan. Thì ở dưới chân núi đi lên á, thì quý vị sẽ đầu tiên sẽ thấy được bằng chân Phật Tổ. Đây là bằng chân Phật Tổ, mà bằng chân này là bên bên trái nha cả nhà. Ừ, bằng chân trái. Đó. Quay cho cả nhà mình xem. Còn ở đây thì cũng có một cái giếng tiên được người dân tiên truyền. Cái giếng này cũng hàng mấy trăm năm, và nước giếng ở đây người ta nói rằng là rất linh nha cả nhà. Đến đây thì cầu nguyện và để thỉnh nước ở giếng tiên này uống, và cầu nguyện cho cuộc sống bình yên, tai qua nạn khỏi. Quý vị đến đây thì cũng nguyện giái với chư thần và xin ly nước hay là thỉnh về nhà để cho người thân của mình uống, cầu nguyện cho gia đạo bình yên trong cuộc sống hạnh phúc. Giếng này cũng được mấy trăm năm, giếng tiên ở trên núi Koh Lem. Quý vị có đến đây thì cũng đến với cái giếng này, giếng cho biết nha cả nhà. Ở đây thì cũng có tượng cung cử đa, và có bà cô cũng đang dọn trái cây để cho đoàn cầu nguyện và cúng. Xin Đức Phật từ bi cũng như ông cử đa gia hộ cho đoàn khi đi khi về được bình yên, tai qua nạn khỏi, trở về nhà tinh tấn tu hành thêm, hay là cho gia đạo bình an trong cuộc sống. Mời cả nhà mình xem. Mình sẽ quay những cái phong cảnh ở đây cho cả nhà mình xem nếu có dịp. Mời cả nhà đến với ngọn núi Koh Lem này, hay là núi núi Tổ, để xem và cho biết nha cả nhà.